mọi người. Là Angelina mẹ đây là sẽ trồng bắp trong con. Là bữa nay là mình ba mẹ con sẽ đi trồng bắp mà ở bên hông, ở phía bên kia nhà. Alo, là Yoli, là có bắp khổ ở đây. Là Yoli với mẹ với Andy là trồng bắp. Thì Yoli thích trồng bắp. Quá, bắp là đẹp. Là Yoli thích, là Yoli thích ăn quá. Là Yoli muốn ăn, nghe không? Là thích bắp không? Dạ. Đã đào xong hết mấy cái lỗ để bỏ hộp rồi. Giờ trước khi bỏ hộp mình sẽ bỏ một ít tóp xôi. Đó. Đi theo hàng, đi theo hàng. Đó. Với điều kiện thời tiết vào mùa xuân mát mẻ như thế này, nhiệt độ khoảng từ 65 cho đến 70 độ F, tức là khoảng từ 17 cho đến 20 độ C ở tại cái thời điểm mà mình bỏ hộp, thì bắp sẽ cần khoảng từ 5 đến 8 ngày để nảy mầm. Và hy vọng là mình sẽ nhìn thấy những cái chồi non lú lên sau khoảng hơn một tuần nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình và nhớ nhấn subscribe để không bỏ lỡ những video clip tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.